Chiều 28 tháng 3, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 cho biết, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố Đỗ Thị Thanh Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước về tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Trong tháng 3, cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can trong đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, bà Nhàn là trưởng đoàn thanh tra Vạn Thịnh Phát đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát kiểm sát ngân hàng SCB kịp thời. Tại buổi họp báo liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 cho biết, đây là vụ án lớn từ tháng 10 năm 2022 tới nay. C03 đã khởi tố nhiều bị can với nhiều tội danh khác nhau. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Ngày 28 tháng 3, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã kiểm tra công tác bàn giao đất của Quốc phòng để thực hiện dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Trung tướng Nguyễn Trường Thắng đã đến thực địa các khu vực đất chuẩn bị bàn giao của công ty Tây Nam và công ty Dệt May 7 để nắm tình hình kiểm tra công tác chuyển giao đất. Theo kế hoạch tổng diện tích đất quốc phòng để thực hiện dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 và dự án đường giao thông kết nối với nhà ga hành khách T3 có diện tích trên 5.100m² thuộc địa bàn phường 13 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó diện tích đất do công ty Tây Nam quản lý trên 2.300m², công ty Dệt May 7 trên 2.800m². Theo kế hoạch ngày 30 tháng 3, công ty Tây Nam và công ty Dệt May 7 sẽ bàn giao diện tích đất quốc phòng để tiến hành triển khai dự án xây dựng nhà ga T3. Chiều 28 tháng 3, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh Võ Khánh Hưng ký ban hành danh mục các tuyến đường, đoạn đường hạn chế thi công đầu đường do Sở Giao thông Vận tải thành phố quản lý. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố, những tuyến đường hạn chế thi công đầu đường là do đang khai thác tốt mới nâng cấp sửa chữa, cần được bảo trì để sử dụng lâu dài. Các tuyến đường, đoạn đường hạn chế đầu đường gồm 154 tuyến như Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, Tô Hiến Thành, Phan Văn Hớn. Sở Giao thông Vận tải thành phố cũng thông báo một số tuyến đường hạn chế thi công đầu đường ban ngày, chỉ thi công vào ban đêm từ 22 giờ đến 5 giờ sáng. Ngày 28 tháng 3, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thông báo đề nghị các trường thường xuyên kiểm tra tình hình trước cổng trường và thông báo với giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh tuyệt đối không nhận thực phẩm từ người lạ. Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một nhóm người đi ô tô đứng trước cổng trường phát bánh nước ngọt cho các học sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường 2, thành phố Đà Lạt. Khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã ra can thiệp không nhận và sử dụng thực phẩm từ người lạ. Đến 9 giờ sáng, hai học sinh lớp 9 của trường có sử dụng thực phẩm từ nhóm người lạ, xuất hiện dấu hiệu đau bụng, liền được đưa vào phòng y tế theo dõi, sau đó đã ổn định và trở lại lớp học. Chiều 28 tháng 3, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu đã ký văn bản gửi Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thủ Đức và 21 quận huyện, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung cấp và cao đẳng trực thuộc, giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về yêu cầu rà soát chấn chỉnh công tác an toàn trường học tại các cơ sở giáo dục. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng các đơn vị trường học rà soát chấn chỉnh công tác truyền thông liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình học sinh, sinh viên, đảm bảo các kênh thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh luôn được thông suốt. Trước đó, vào ngày 24 tháng 3, tại cổng trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, quận Phú Nhuận, một học sinh lớp 12 của trường này đã bị kẻ gian tiếp cận lấy lý do ba con bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện. Chú là bạn của ba nên được nhờ chở con vào bệnh viện gấp. Theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy các đồng chí Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống tiêu cực, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và thiếu trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn tiền tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây bức xúc trong xã hội. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các đồng chí Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca. Sáng 28 tháng 3, ông Dương Bảo Toàn, Bí thư xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong trên địa bàn xã Tân Hương.
Theo ông Dương Bảo Toàn, người phụ nữ bị một người đàn ông trung niên cầm khúc cây đập liên tục vào đầu B, 68 tuổi, ngụ ấp Hòa Quới, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, đã tử vong vào rạng sáng cùng ngày do đa chấn thương. Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn cá nhân giữa hai gia đình. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng gây án tên là Huỳnh Văn Hoàng, 53 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, giáp tranh với xã Hòa Tịnh. Trước đó, ngày 27 tháng 3, mạng xã hội có đăng đoạn clip dài hơn 1 phút, cảnh một người phụ nữ tay cầm vật giống con dao trên nói chuyện với một người đàn ông trung niên, sau đó xảy ra xô xát và người phụ nữ té ngã xuống đất. Người đàn ông cầm khúc cây đập liên tục vào đầu nạn nhân.